Chào các bạn, hôm nay mình mua mấy con sam này các bạn, thử sam này nó có trứng nè các bạn. Rồi mình hôm nay cái lò đang nướng rồi các bạn. Cái này là con nào cũng có trứng hết ha. Dạ, con nào cũng có trứng. Thấy nó hay quá, mình quay thử anh chia sẻ với các bạn về gò công, trứng hấp dẫn quá. Trứng hấp dẫn quá các bạn ơi. Cứ có mùa này đó nó mới có hả? Có mùa hả? Giới thiệu chia sẻ các bạn cái quán này là các bạn đi Tân Thành đó, có dịp nào bạn ghé ha. Là sát lộ luôn các bạn. Đi vô trong nhà đi rồi mẹ cho anh đi vô trong nhà để lên. Anh này anh đang làm lấy cái một bộ lồng của nó ra. Cái con này mình phân biệt với cái con kêu con so là cái đuôi nó phải không? Dạ. Cái đuôi con này là nó tròn hay nó tam giác? Tròn. Nó tròn, còn con kia là đuôi tam giác không? Tam giác. Đó, mình để mình biết mình phân biệt nhiều quá rồi. Trứng quá trời luôn. Thấy hấp dẫn quá các bạn. Quá trình trứng luôn. Mà cái mùa này nó mới trứng nhiều phải không? Dạ, mùa này nó theo mùa nhiều. Ha. Dạ. Con lên con ấy lai cho thấy hấp dẫn này. Mình giới thiệu các bạn mai mốt các bạn thành phố Hồ Chí Minh các bạn đi về biển Tân Thành các bạn ghé sát bên đây luôn các bạn. Ở đây là thuộc xã Tân Hòa. Còn cái ấp gì vậy anh? Ấp gì? Ấp Dòng Lãnh. Ấp Dòng Lãnh. Các bạn thấy rất là hấp dẫn, trứng rất là nhiều các bạn. Anh đang làm lấy cái bộ đồ lòng này. Thấy hấp dẫn quá. Rồi lấy thêm con nữa, 5 con luôn anh. 5 con luôn ha. Thấy nó trứng nhiều quá. Bên đây chị này đang nướng. Đang nướng sam nè các bạn. Đang nướng cho nó mở cho nó mở. Sau khi lấy cái bộ đồ lòng ra thì cho cái mở hạch vào. Các bạn thấy rất hấp dẫn. Cái mùa này nó trứng nhiều nhất phải không? Cái mùa trứng nhiều nhất. Rồi, giới thiệu bánh mì luôn ha. Cái này là trên YouTube có gì chiều lên coi và cái này phải lấy cái tiêu đề mấy đánh vô là lấy ra. Rồi. Về xứ biển ăn sam Gò Công, nhớ cái về xứ biển sam nhà Gò Công gõ vô rồi nó có trứng quá chừng ha. Ấy vậy là có phân con đực con cái vậy con nếu không có phân là đực cái chứ. Như vậy là mấy con đực nó có trứng luôn hả? Đực không có trứng. Đực nó mổ ra không biết trứng nào. Như nãy giờ là lấy 5 con có trứng hết ha. Dạ. Các bạn thấy trứng cái trứng sam này ăn rất béo các bạn. Mình thưởng thức một lần rồi có thể cái mùi này nó thơm, có thể ghiền luôn đó các bạn. Về xứ biển là thưởng thức cái món này là một trong những cái món hấp dẫn, nó ăn hoài không có ngán các bạn. Cái loại này là loại vừa vừa phải không? Còn có cái loại lớn hơn. Thường cái loại này là mấy uống bia rồi là còn ha. Anh đang cho cái mỡ hành vào, nhìn rất là hấp dẫn các bạn ơi. Các bạn thấy trứng rất hấp dẫn, trứng rất là nhiều luôn. Để phân biệt cái con này với con so, cái đuôi tam giác các bạn. Cái con này đuôi tròn. Con so là ăn thì nó bị có chất độc, còn con này là các bạn thấy cái đuôi nó tròn.
phân biệt là như vậy các bạn. À, bên đây trong cái tủ mấy con này còn sống hết các bạn. Mấy con so này là mình lấy ở Trân Thành ha, đâu Cà Mau. Cà Mau luôn hả? Cà Mau chuyển về. Nhưng mà nó nổ. Nó nổ lên cái trứng nó nổ luôn các bạn. Các bạn thấy muốn ăn sam tử thấy trứng vô rồi, nếu mà trứng là nổ ăn được, còn trứng không nổ thì ngang. Là ngộ vậy? Là chắc ăn. À. Ăn khỏi sợ. Nó ngộ vậy hả? Thì trên báo chí là cũng lâu lâu cũng cái cách mà phân biệt đó, con so thì có cái đuôi hình tam giác, con này cái đuôi hình tròn. Các bạn thấy đầy hấp dẫn nha. Đưa cho cái máy mà. Đó, tao đứng luôn rồi, các bạn ơi. Rất là hấp dẫn nha, anh bán anh chia sẻ nè. Rồi. Có dịp nào các bạn tham quan ở biển Tân Thành thì ghé cái quán hai vợ chồng anh bán ở sát bên lộ luôn các bạn. Đó là những cái chia sẻ anh nghĩ đầy thú vị. Trước thềm năm mới chúc các bạn dồi dào sức khỏe, làm ăn phát đạt, phát tài. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những lần sau nha. Xin chào.